Bản tin tổng hợp trưa ngày 17 tháng 7. Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân cảnh giác về tin tức giả mạo. Nga đang theo dõi các tuyến đường mà phương Tây vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Nga bị cáo buộc tấn công hai trường đại học ở Ukraine với ít nhất 10 hỏa tiễn. Tập đoàn Foxconn có thể bị Đài Loan phạt nặng vì đầu tư vào Trung Quốc sau Sri Lanka có khoảng 60% trong số các quốc gia kém phát triển có nguy cơ vỡ nợ. Ý kiến, ông Tập thăng chức cho phụ tá ở Phúc Kiến theo chiến lược súng và gươm. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp trưa ngày 17 tháng 7 của DKN TV. Mở đầu chương trình là những thông tin liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân cảnh giác về tin tức giả mạo. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi người dân không tin vào những tin tức giả mạo và các nguồn ẩn danh. Theo đó, vào hôm 16 tháng 7, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky đã nói có bao nhiêu người ngày hôm nay sợ hãi trước tin tức giả mạo về một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn của Nga vào Ukraine sau tất cả những gì đã xảy ra trong những tuần trước. Sau Dnipro, Vinnytsia, Chachipia, ông Zelensky kêu gọi người Ukraine đừng tự tạo thêm vấn đề cho mình bằng cách cẩn thận khi tiếp nhận thông tin và không tin vào các tin tức giả mạo cũng như các nguồn ẩn danh. Ông Zelensky cũng nói đôi khi vũ khí thông tin có thể làm được nhiều điều hơn so với vũ khí thông thường. Rõ ràng là không có hỏa tiễn hoặc pháo nào mà Nga có thể phá vỡ sự thống nhất của chúng ta hoặc đánh bật được chúng ta khỏi con đường của chúng ta. Và cũng cần phải nói rõ ràng rằng sự thống nhất của Ukraine không thể bị phá vỡ bởi những lời nói dối. Trước đó vào hôm thứ Bảy, Ruslan Marchinkiv, thị trưởng của ivano frankivsk một thành phố nằm ở miền Tây của Ukraine, đã đăng trên Facebook và Telegram rằng một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn trên khắp Ukraine được cho là sắp xảy ra. Tuy nhiên, bài viết sau đó đã bị xóa bà Svitlana Onischuk, thống đốc vùng ivano frankiv đã không phản hồi về thông tin này. Ở một diễn biến khác, Nga đang theo dõi các tuyến đường mà phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine. Nga được cho là đang tăng cường các hoạt động ở Đông Âu trong nỗ lực xác định và theo dõi các tuyến đường mà phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine. Theo đó, trong một tuyên bố vào hôm 16 tháng 7, Cục Tình báo Ukraine đã cho biết các đặc vụ của Nga tại các nước EU đã được lệnh thông qua các kênh liên lạc kín để tăng cường tuyển dụng các sĩ quan cảnh sát và công dân liên quan đến việc vận chuyển vũ khí. Tuyên bố lưu ý, tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine, các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga đang cố gắng sử dụng đại diện của các cộng đồng địa phương và các nhà hoạt động thân Nga. Việc xác định được các tuyến đường vận chuyển vũ khí và thời gian vận chuyển sẽ giúp cho Nga tấn công phá hủy chúng trước khi các vũ khí được đưa ra tiền tuyến để chống lại Nga. Ở diễn biến khác, Ông Vadim Skibitsky, một quan chức tình báo Ukraine đã tuyên bố, các cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo Crimea bị chiếm đóng là một trong những mục tiêu tấn công của quân đội Ukraine. Trên sóng truyền hình quốc gia, khi một nhà báo đã hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng các dàn hỏa tiễn phóng loạt HIMARS và M270 để tấn công lực lượng Nga ở bán đảo Crimea hay không? Đáp lại, ông Skibitsky đã khẳng định, Bán đảo Crimea đã trở thành một trung tâm trung chuyển tất cả các thiết bị và vũ khí từ Nga đến các khu vực phía nam của đất nước chúng ta. Do đó, đây cũng là một trong những mục tiêu cần phải đánh để bảo đảm an toàn cho công dân, các cơ sở của chúng ta và Ukraine nói chung. Tiếp tục một thông tin có liên quan. Nga bị cáo buộc tấn công hai trường đại học ở Ukraine với ít nhất 10 hỏa tiễn hai trường đại học ở Mykolaiv, miền nam của Ukraine, được cho là đã bị hỏa tiễn của Nga tấn công vào sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 7. Đoạn video do các quan chức Ukraine công bố cho thấy những cột khói đen lớn bốc lên bầu trời phía trên một trường đại học. Thống đốc vùng Mykolaiv, ông Vitaly Kim đã cho biết, sáng nay nước Nga khủng bố lại nã pháo vào Mykolaiv bằng cách bắn ít nhất 10 hỏa tiễn vào thành phố. Hai trường đại học lớn nhất của thành phố đã bị ảnh hưởng. Bây giờ họ đang tấn công nền giáo dục của chúng tôi. Quan chức Ukraine này cũng lặp lại những lời kêu gọi liên tục gần đây của chính quyền Kyiv rằng tất cả các quốc gia dân chủ hãy tuyên bố Nga thực sự là một quốc gia khủng bố. Đoạn video cũng được trung tâm truyền thông chiến lược và an ninh thông tin của chính phủ Ukraine truyền tiếp, kèm theo lời tuyên bố, vào khoảng 8 giờ sáng, hơn 10 tiếng nổ mạnh đã được nghe thấy trong thành phố này. Hiện vẫn chưa rõ hai trường đại học nào bị trúng hỏa tiến của Nga thành phố Mykolaiv có 3 trường đại học lớn là Đại học Quốc gia Chukomlinsky Mykolaiv, Đại học Nông nghiệp Mykolaiv và Đại học Đóng tàu Quốc gia Đô đốc Makarov. Theo truyền thông Ukraine, Đại học Quốc gia Đóng tàu Đô đốc Makarov là một trong hai trường đại học bị tấn công. Jang News cho biết họ đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Tập đoàn Foxconn có thể bị Đài Loan phạt nặng vì đầu tư vào Trung Quốc. Thưa quý vị, tuần này, tập đoàn Foxconn của Đài Loan đã thông báo đầu tư 797 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Qinghua Unigroup, nhà sản xuất công nghệ và chất bán dẫn của Trung Quốc đang gặp khó khăn. Vào ngày 15 tháng 7, hãng thông tấn Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết chính phủ Đài Loan đang cân nhắc phạt Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Với mức phạt lên tới khoảng 25 triệu Tân Đài tệ, tương đương với 835.600 đô la Mỹ, vì đầu tư vào tập đoàn chip của Trung Quốc khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt. Hiện nay, Đài Loan đang rất quan ngại tham vọng đẩy mạnh ngành sản xuất chip bán dẫn của Trung Quốc và đã đề xuất nhiều luật, trong đó cấm các công ty xây dựng xưởng sản xuất tiên tiến nhất tại đại lục vì lo ngại Trung Quốc có thể khai thác công nghệ chip từ Đài Loan. Foxconn đã không xin cấp phép từ chính quyền trước khi đầu tư. Do đó, giới chức hòn đảo cho rằng hành vi này vi phạm luật quản lý quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, một nguồn tin của Reuters cho biết. Trước đó, phía Foxconn cho biết họ sẽ cung cấp các tài liệu đầu tư cho Ủy ban đầu tư thuộc Cơ quan Kinh tế Đài Loan trong tương lai gần. Một nguồn tin khác thì cho rằng có khả năng sau khi xem xét, cơ quan chức năng Đài Loan sẽ thông qua khoản đầu tư này. Còn nếu họ vẫn không chấp nhận việc đầu tư thì Foxconn sẽ buộc phải rút vốn về. Theo luật pháp Đài Loan, chính quyền có thể cấm đầu tư vào Trung Quốc dựa trên cân nhắc về sự phát triển của ngành công nghiệp cũng như an ninh của hòn đảo. Những đơn vị vi phạm có thể bị phạt liên tục cho đến khi chấp nhận sửa sai. Foxconn là tập đoàn nổi tiếng về hoạt động lắp ráp iPhone cho hãng Apple và đang rất quan tâm đến việc sản xuất chip ô tô vì đang mở rộng sang thị trường xe điện. Công ty này đang tìm cách mua lại các nhà máy sản xuất chip trên toàn cầu. Giữa lúc tình trạng thiếu chip trên toàn thế giới đang làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất hàng hóa, từ ngành ô tô đến lắp ráp điện tử. Chuyển sang một diễn biến quốc tế đáng chú ý khác. Sau Sri Lanka, có khoảng 60% trong số các quốc gia kém phát triển có nguy cơ vỡ nợ. Sau Sri Lanka chìm trong khủng hoảng đến vỡ nợ, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani hôm 15 tháng 7 trong một hội nghị ở Bali đã cho biết khoảng 60% các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Trong bối cảnh lạm phát leo thang, chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu bị đứt gãy, bà Sri Mulyani cho rằng không chỉ các quốc gia kém phát triển gặp khó khăn, mà cả các quốc gia đang phát triển cũng đối mặt với rủi ro gánh nặng nợ nần và không thể trả hết nợ. Chính Indonesia, tính đến tháng 5 năm nay, cũng đang phải chịu số nợ nước ngoài là 7.002.000 tỷ rupiah, tương đương với khoảng 470 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Indonesia nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và kêu gọi các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương của các nước G20 cùng với các tổ chức quốc tế và các cơ quan đa phương cần chú ý hơn nữa. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với bài phân tích của nhà báo Katsuji Nakajawa, một biên tập viên cao cấp của hãng tin Nikkei của Nhật Bản. Qua chủ đề, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thăng chức cho phụ tá ở Phúc Kiến, theo chiến lược súng và gươm. Trong bài phân tích được đăng tải hôm ngày 7 tháng 7, nhà báo Katsuji Nakajawa đã viết Nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết định thăng chức cho những phụ tá thân cận đã theo ông hàng chục năm qua, nhưng phái chiết giang đã bỏ lỡ cơ hội này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có hai cơ sở quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được gọi là phái chiết giang và phái phúc kiến. Họ bao gồm các thuộc hạ cũ của ông ở hai tỉnh này. Ông Tập đã làm việc 17 năm ở Phúc Kiến kể từ giữa thập niên 1980, sau đó trở thành quan chức hàng đầu của Chiết Giang vào những năm 2000. Trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng vào mùa thu này, mọi con mắt đều đổ dồn về quyết định thăng chức cho các phụ tá của ông Tập thuộc hai phe này. Một mẫu hình đã xuất hiện, ông Tập đang lấp đầy các vị trí chủ chốt trong quân đội và cảnh sát bằng các nhân vật thuộc phái Phúc Kiến. Quyết định mới nhất là việc bổ nhiệm Vương Tiểu Hồng làm Bộ trưởng Bộ Công an, một chức vụ giám sát các tổ chức cảnh sát. Vương Tiểu Hồng đồng thời kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan mật vụ của bộ, có nhiệm vụ bảo vệ các quan chức cấp cao. Khi giữ vị trí quan trọng này, Vương và theo đó sếp của ông là Tập có thể nắm rõ mọi động thái của dàn lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không gì có thể quan trọng hơn đối với lãnh đạo Trung Quốc, ngoài việc nắm rõ những gì mà các đối thủ của ông đang toan tính. Mối quan hệ giữa Tập và Vương đã trở nên thân thiết từ thời ông Tập còn ở Phúc Kiến hơn 30 năm trước. Một bức ảnh cũ đã tiết lộ hai người này thân thiết đến mức nào. Tập, khi ấy vẫn ở độ tuổi 30, có khuôn mặt gầy hơn và đang mặc áo khoác. Còn Vương thì mặc cảnh phục, cả hai đang mỉm cười và đứng dựa vào nhau. Tình cảm của ông Tập đối với tỉnh Phúc Kiến cũng được thể hiện vào tháng trước, khi hàng không mẫu hạ mới nhất của Trung Quốc lại được đặt tên theo tên của tỉnh này bước thăng tiến lớn của ông Vương Tiểu Hồng đến vào năm 2015 khi ông được bổ nhiệm làm phó thị trưởng Bắc Kinh kiêm giám đốc công an thành phố, bất chấp việc ông này thiếu kinh nghiệm làm việc ở thủ đô Trung Quốc. Ông phải đối mặt với nhiều cản trở khác nhau trong việc nắm quyền kiểm soát tổ chức, nhưng ông tập đã sử dụng quyền lực của mình để loại bỏ từng chướng ngại vật. Lần này, ông tập tiếp tục nâng Vương Tiểu Hồng từ thứ trưởng thường trực Bộ Công an lên thành bộ trưởng. Câu hỏi bây giờ là liệu Vương Tiểu Hồng có được thăng chức vào Bộ Chính trị gồm 25 thành viên hay không. Đối với các nhà cầm quyền, việc có một cảnh sát trưởng không bao giờ phản bội họ là một điều rất quan trọng. Họ thường muốn đó phải là người đã có thân thiết với mình trong một thời gian dài. Đối với ông Tập, người đó chính là Vương Tiểu Hồng. Để hiểu tầm quan trọng của việc kiểm soát ngành công an, người ta không cần nhìn đâu xa, ngoài sự sụp đổ của bà Khi Lai vào 10 năm trước. Khi ấy, bà Khi Lai đang là quan chức hàng đầu của siêu đô thị Trùng Khánh, và được cho là đã âm mưu làm suy yếu quyền lực của Chủ tịch đương nhiệm Hồ Cầm Đào. Cùng người kế nhiệm được ông chỉ định Tập Cận Bình. Sự sụp đổ của bạc xuất phát từ Vương Lập Quân, một thuộc hạ và giám đốc công an thành phố. Vương Lập Quân là một nhân vật đầy tham vọng và là người giải quyết các rắc rối cho bạc. Mãi cho đến khi cả hai bị thất thế, lo sợ nguy hiểm, Vương Lập Quân đã bí mật xin tị nạn tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô lân cận. Vương mang theo bằng chứng cho thấy vợ của Bạc đã đầu độc và giết chết một doanh nhân người Anh ở Trùng Khánh. Bằng chứng bao gồm chất dịch nôn của nạn nhân. Cuối cùng lại nằm trong tay giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ do Hồ Cẩm Đào đứng đầu. Cả Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân hiện đều đang ngồi tù. Các sĩ quan cảnh sát hàng đầu như Vương Lập Quân thường biết những bí mật sâu kín nhất của các chính trị gia. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo chính trị, dù ở cấp địa phương hay là cấp quốc gia, đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục cảnh giác với cảnh sát trưởng của họ. Trong nền chính trị Trung Quốc, người ta nói rằng một nhà lãnh đạo có thể tận hưởng sự ổn định nếu người ấy nắm chắc cả súng và gươm. Khẩu súng đại diện cho quân đội của Trung Quốc, thanh gươm tượng trưng cho sức mạnh duy trì trật tự công cộng, tức là lực lượng công an. Đúng như quy luật này, ông Tập đã nỗ lực để ghi dấu ấn của mình ở cả hai tổ chức này. Trong quân đội, Phái Phúc Kiến đã nắm được lợi thế. Trước đại hội toàn quốc gần đây nhất của Đảng vào năm 2017, Miêu Hoa đã được thăng chức lên làm chủ nhiệm Cục Công an Chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Cục này phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội. Miêu cũng là một thành viên của Quân ủy Trung ương, hiện có 7 thành viên, trước đây có 11 thành viên. Miêu, một người gốc Phúc Kiến, từng đảm nhận một vị trí chủ chốt trong tập đoàn quân 31, hiện đã không còn tồn tại. Đóng tại thành phố Hạ Môn khi ông Tập là tỉnh trưởng của Phúc Kiến. Người tiền nhiệm của Miêu Hoa trong vị trí chủ nhiệm Cục Công tác Chính trị là Thượng tướng Trương Dương, người đã bị loại thông qua chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập, sau đó đã treo cổ tự tử trong lúc bị quản thúc tài gia. Tranh đấu chính trị ở Trung Quốc vẫn luôn diễn ra gay gắt như vậy. Nhiều người khác có liên quan đến phái Phúc Kiến đã được thăng chức trong quân đội nhưng khi nhắc đến ngành công an, có vẻ như ông Tập chưa hoàn toàn kiểm soát được nhánh này. Điều đó có thể được chứng minh qua một loạt quyết định sa thải các quan chức cấp cao. Các cựu thứ trưởng công an như Tôn Lập Quân và Phó Chính Hoa đều đã bị thất sủng. Cuộc thanh trừng Phó Chính Hoa là đặc biệt đáng chú ý. Là giám đốc công an Bắc Kinh, Phó Chính Hoa là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập. Truy bắt vô số quan chức. Ông được thăng chức Bộ trưởng Tư pháp để ghi nhận những đóng góp của mình. Trong khi đó, có một sự im lặng đối với cơ sở quyền lực còn lại, phái Chiết Giang. Lý Cường, Trần Mẫn Nhĩ và Thái Kỳ, ba thành viên chủ chốt của phái Chiết Giang, đều không có thay đổi về vị trí. Là quan chức cấp cao nhất của Thượng Hải, Trùng Khánh và Bắc Kinh, cả ba đều đã được tái bổ nhiệm, nghĩa là họ đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vàng của mình. Lý Cường từ lâu đã được coi là một ứng viên kế nhiệm Lý Khắc Cường trong vai trò thủ tướng, nhưng cơ hội của ông ta dường như đã tan biến sau vụ phong tỏa Covid-19 kéo dài ở Thượng Hải. Người dân Thượng Hải không hài lòng với Lý Cường sau khi bị tước mất tự do suốt một thời gian dài như vậy. Gương mặt của ông, hiện được cả thế giới biết đến, đại diện cho sự gián đoạn chuỗi cung ứng khổng lồ mà cuộc phong tỏa Thượng Hải đã gây ra. Suy đoán về việc Lý Cường bị cách chức đã lan truyền khắp Trung Quốc trong thời gian diễn ra phong tỏa và các thành viên có ảnh hưởng khác của phái Triết Giang có thể đã tự hỏi liệu chuyện này là điểm lành hay là điểm gở đối với chính họ trong tương lai. Nếu có một sự thay đổi nhân sự liên quan đến Lý Cường, dù tốt hay xấu, thì người kế nhiệm ông làm bí thư Thượng Hải cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý. 15 năm trước, ngay trước một kỳ họp của Đại hội Đảng toàn quốc, ông Tập đã bất ngờ được điều động từ Chiết Giang sang làm bí thư Thành ủy Thượng Hải. Một thời gian sau, ông Tập tham gia Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng. Tại Đại hội Toàn quốc năm 2007, ông Tập nhanh chóng được thăng tiến trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc. Với việc Lý Cường ở lại Thượng Hải, có thể sẽ không có thay đổi nhân sự nào tại bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Trung Khánh và Thiên Tân, cho đến khi diễn ra Đại hội Toàn quốc sắp tới của Đảng. Lý Cường, Trần Mẫn Nhĩ và Thái Kỳ có thể sẽ tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 mà không biết số phận của họ sẽ ra sao cho đến phút cuối cùng. Họ là những phụ tá thân cận nhất của ông Tập, nhưng cũng là đối thủ của nhau. Do cần có sự phân bổ ghế cho các phe phái khác nhau trong đảng, nên không phải tất cả các nhân vật thuộc phái Chiết Giang đều có thể tham gia Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên. Như vậy, ai đó chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Các thành viên của phái Chiết Giang được xem là những người đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí của Tập khi ông nghỉ hưu khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Nhưng hiện tại, người kế nhiệm Tập là chính ông, và chưa có kế hoạch rõ ràng về việc ông sẽ giao lại quyền lực cho ai. Chừng nào triều đại của Tập còn tiếp tục, những người trên đây không thể mơ ước trở thành người kế vị thực sự. Tập có ý định khiến họ cạnh tranh với nhau cho đến giây phút cuối cùng. Họ sẽ cố gắng khám phá ý định thực sự của ông và cuộc đua gai cấn để giành ghế ủy viên thường trực bộ chính trị sẽ tiếp tục. Quý vị vừa nghe bài phân tích của nhà báo Katsuji Nakajawa, một biên tập viên cao cấp của hãng tin Nhật Bản Nikkei qua chủ đề, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thăng chức cho phụ tá ở Phúc Kiến theo chiến lược súng và gươm. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trưa ngày 17 tháng 7 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.